Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mô hình WWE Rey Mysterio Series 20. Đây là dòng mô hình WWE Global Superstars và WWE Superstar Rey Mysterio là đại diện của Mexico. Mô hình này mình đã quy hợp và đã trưng bày trong tủ kiến. Hôm nay mình mới có dịp giới thiệu đến tất cả các bạn mô hình WWE Rey Mysterio Series 20. Mình giới thiệu đến các bạn gồm có mô hình Rey Mysterio không đi kèm phụ kiện. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu chi tiết mô hình nhé. Rey Mysterio là một trong những superstar được yêu thích nhất mọi thời đại của WWE và Rey Mysterio hiện đã một lần WWE Champion, hai lần World Heavyweight Champion, hai lần WWE Intercontinental Champion, hai lần WWE United States Champion, một lần chiến thắng trận đấu 30 Superstar Royal Rumble ở sự kiện WWE Royal Rumble vào năm 2006, một lần chiến thắng Bragging Rights Trophy vào năm 2010 cùng với Team SmackDown và nhiều danh hiệu khác. Và Rey Mysterio cũng là một trong những WWE Superstars Grand Slam Champions, một thành tích rất ấn tượng của The Biggest Little Man Rey Mysterio. Mô hình WWE Rey Mysterio Series 20 được thực hiện dựa trên trang phục của Rey Mysterio thi đấu ở show SmackDown tháng 2 năm 2011, trở lại với mô hình. Mô hình Rey Mysterio được thiết kế với ngoại hình rất đẹp. Chúng ta có thể thấy ngoại hình của Rey Mysterio được thiết kế rất đẹp ở mặt trước và mặt sau được thiết kế rất chi tiết. Mô hình Rey Mysterio được thiết kế với khuôn mặt cười tươi, thể hiện sự vui vẻ thân thiện đặc trưng của Rey Mysterio, rất đẹp, chi tiết và rất đúng biểu cảm của Rey Mysterio. Với mặt nạ được thiết kế cố định, mặt nạ của Rey Mysterio ở mặt trước được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế các họa tiết với tông màu đen và được thiết kế nổi rất đẹp cho các bạn. Kèm theo đó là có thiết kế biểu tượng đặc trưng của Rey Mysterio được thiết kế với tông màu xám và màu bạc cho các bạn. Và đây rất chi tiết. Mặt sau của mặt nạ được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu đen cho các bạn. Mặt nạ được thiết kế rất chi tiết và đặc trưng của Rey Mysterio cho các bạn. Và đây, mặt nạ của Rey Mysterio được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Và phần răng của Rey Mysterio cũng được thiết kế rất đẹp và chi tiết cho các bạn. Head scan rất đẹp của Rey Mysterio và đây cũng là new head scan của Rey Mysterio. Trang phục của Rey Mysterio được thiết kế với tông màu đen và màu xám làm chủ đạo. Với bàn tay cho các bạn. Và đây, bàn tay của Rey Mysterio được thiết kế là kiểu dáng bàn tay dài cho các bạn và được thiết kế cố định với tông màu đen cho các bạn. Và đây rất chi tiết. Hai bàn tay của Rey Mysterio được thiết kế với kiểu dáng găng tay cho các bạn. Ở bàn tay trái, phần găng tay được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu đen cho các bạn, rất đẹp. Phần lai cố định găng tay được thiết kế với tông màu đen cho các bạn. Phần lai cố định găng tay này chúng ta có thể xoay và di chuyển được. Ở bàn tay phải, phần găng tay được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu đen cho các bạn, rất đẹp. Và phần lai cố định găng tay được thiết kế với tông màu đen. Phần lai cố định găng tay này chúng ta có thể xoay và di chuyển được. Hai bàn tay của Rey Mysterio, bàn tay bên trái được thiết kế là kiểu dáng bàn tay nắm lại cho các bạn. Và bàn tay bên phải cũng được thiết kế với bàn tay nắm lại cho các bạn, rất đẹp và chi tiết. Quần của Rey Mysterio được thiết kế là kiểu dáng quần dài, ở mặt trước được thiết kế với tông màu đen cho các bạn và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu đen cho các bạn. Và đây rất đẹp. Ở bên hông phải của quần chúng ta sẽ thấy có thiết kế biểu tượng đặc trưng của Rey Mysterio được thiết kế với tông màu xám và màu đen cho các bạn. Và đây rất đẹp.
Kèm theo đó là có thiết kế 3 số 619 được thiết kế với tông màu đen và phần đường viền được thiết kế với tông màu xám. Đây các bạn, 619 là signature move đặc trưng của Rey Mysterio. Đây các bạn, được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Ở bên hông trái của quần, chúng ta sẽ thấy có thiết kế tên của WWE Superstar Rey Mysterio được thiết kế với dòng chữ Rey, được thiết kế với tông màu đen và phần đường viền được thiết kế với tông màu xám. Đây các bạn, được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Mặt sau quần được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu đen. Đây các bạn, và đây rất đẹp. Quần của Rey Mysterio được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Giày của Rey Mysterio được thiết kế với tông màu đen. Đây các bạn, và đây và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu đen. Đây các bạn, và đây rất đẹp. Đế giày được thiết kế với tông màu đen. Đây các bạn, và đây rất chi tiết. Giày của Rey Mysterio được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Đây là mặt sau của mô hình. Ở phần lưng của Rey Mysterio, chúng ta sẽ thấy có thiết kế hình xăm rất đẹp và chi tiết của Rey Mysterio. Đây các bạn. Trên tay phải của Rey Mysterio cũng có thiết kế hình xăm rất đẹp và chi tiết. Đây các bạn. Và trên tay trái của Rey Mysterio cũng có thiết kế hình xăm rất đẹp và chi tiết. Đây các bạn. Và ở vai và ngực của Rey Mysterio cũng có thiết kế hình xăm rất đẹp và chi tiết. Đây các bạn. Ở bụng của Rey Mysterio cũng có thiết kế hình xăm với dòng chữ Mexican. Đây các bạn, được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Hình xăm của Rey Mysterio được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Đây các bạn. Về phần khớp của mô hình, trước tiên chúng ta có khớp đầu. Khớp đầu chúng ta có thể xoay phải, xoay trái, lên xuống rất là dễ dàng. Khớp tay chúng ta có thể dang ngang. Để xuống, để xuống, để lên, để lên, xoay, xoay. Bắp tay chúng ta có thể xoay được. Bàn tay chúng ta có thể xoay được. Khớp hông chúng ta có thể xoay được. Khớp chân chúng ta có thể đẩy lên phía trước. Đẩy lên phía trước. Đẩy xuống, đẩy xuống. Đẩy ra phía sau. Đẩy ra phía sau. Đẩy xuống, đẩy xuống. Khớp gối chúng ta có thể bẻ cong lại. Bàn chân chúng ta có thể xoay được. Và duỗi thẳng ra. Vì quần của Rey Mysterio được thiết kế là kiểu dáng quần dài nên việc duỗi thẳng bàn chân sẽ bị giới hạn. Rey Mysterio là một trong những WWE Superstar mà mình rất yêu thích. Một mô hình rất đẹp của The Biggest Little Man, Rey Mysterio.
Như vậy là mình đã giới thiệu xong về mô hình WWE Rey Mysterio Series 20. Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.